Tuy nhiên thì ngày nay các thanh niên người Mông ta đang
những điệu múa khen, những tiếng sáo bông, và được thay vào đó là những bản nhạc nước ngoài sôi động hay là những điệu nhảy TikTok triệu view, có đúng không bà con? Và vấn đề ở đây chúng ta thấy đó là phần tất yếu của sự phát triển xã hội, và một phần nữa đó là sự du nhập văn hóa phương Tây. Và điều cốt lõi quan trọng ở đây là bạn ta chưa thực hiện bảo tồn và truyền dạy cho thế hệ trẻ, có đúng không bà con? Vâng, thưa các cụ dùng, vì vậy thì những tiếp theo mong muốn xã mong thì sẽ mang lợi ích gì về cho bạn ta khi du lịch phát triển? Dạ vâng, một câu hỏi rất hay của bác ạ. Xin thưa với bác, thưa với tất cả bà con, khi du lịch cộng đồng ở bản ta phát triển thì chính những điệu múa khen này và những tác phẩm sáo mông sẽ là những món ăn tinh thần tuyệt vời cho du khách sau mỗi một bữa ăn hay là ở mỗi một điểm dừng chân tại bản ta, đúng không bà con? Và kính thưa toàn thể bà con, hiện tại trên thị trường những cây khen thổi chuẩn âm và đẹp thì có giá lên đến cả chục triệu đồng đấy bà con ạ. Đúng rồi, thế bà con ạ. Tôi được huyện tạo điều kiện để đi học tập ở bên Sapa, mà các bạn người Mông làm du lịch cộng đồng trên đấy, họ sản xuất ra những cây khen mặc dù không thổi được, thế nhưng bán được cả mấy trăm nghìn đấy bà con ạ. Trưởng bạn nói đúng rồi đấy ạ. Thưa toàn thể bà con, khi mà du lịch cộng đồng ở bản ta phát triển, lượng du khách về với bản ta sẽ rất nhiều, và trong số đó thì có những đối tượng thổi được khen, họ sẽ sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để mua những cây khen thổi được chuẩn âm để về thổi khen. Tuy nhiên thì số lượng đó thì rất ít thôi, đúng không ạ? Còn lại số lượng đối tượng khách không biết thổi khen, họ chỉ mong muốn mua những cây khèn giống như cây khèn thật về để treo trong nhà làm kỷ niệm rằng mình đã đi du lịch tại điểm bản người Mông này rồi, và đây là món quà lưu niệm, có đúng không ạ? Thì họ sẽ chỉ phải bỏ ra một số tiền rất ít thôi, nhưng họ cũng sẽ sở hữu được một cây khèn giống như với cây khèn thật. Bà con thấy có hợp lý không ạ? Vâng, thưa đồng chí, bây giờ ta những người phải biết làm khèn, và những chàng trai biết thổi khèn chúng ta thì làm thế nào bây giờ đồng chí? Dạ thưa bác, thưa toàn thể bà con, chính vì vấn đề này mà ngày hôm nay Dũng mới về đây để chia sẻ với bà con. Hiện tại thì chúng cháu đã làm việc với câu lạc bộ khèn Mông của xã Tà Lèn rồi, và họ đã đồng ý chỉ cần bà con chung sức đồng lòng, chúng ta cùng quyết tâm bảo tồn và truyền dạy cho thế hệ trẻ, câu lạc bộ khèn Mông của xã Tà Lèn họ sẽ về tận bản để truyền dạy. Bà con có thực hiện được không ạ? Có. Vậy thì tốt quá cán bộ ạ. Thế thì tôi cũng đăng ký cho cái thằng con trai đi học luôn. Thật thế hả bác? Dạ vâng, cảm ơn toàn thể bà con. Kính thưa toàn thể bà con, Dũng là người con của bản Mông. Dũng mong muốn rằng bà con hãy tin ở Dũng, hãy cùng nhau chung tay bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của những điệu múa khen, những tiếng sáo Mông. Bà con có đồng ý không ạ? Đồng ý. Vâng, cảm ơn bà con rất nhiều. Vậy thì ngay ngày mai chúng ta sẽ cùng bắt tay vào việc, được không ạ? Ừ. Vâng. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay, cho phép Dũng cháu sẽ dừng buổi tuyên truyền tại đây để dành một giấc ngủ thật ngon cho bà con. Sau đó ngày mai chúng ta sẽ triển khai công việc luôn, được không ạ? Vâng, cháu cảm ơn bà con rất nhiều. Cảm ơn bác trưởng bản. Cảm ơn cán bộ, tôi sẽ về triển khai ngay trong 2 phút cho bà con. Thank you.
suốt đời. Tiếng thèm vọng từ thục sâu, tiếng thèm vọng từ ngàn xưa. Thèm ai đã ngất đầu đuôi, thèm ai giờ vẫn còn lùi. Thèm ai rủ nhau xuống phố, tiếng thèm là lời quê hương.
lửa đốt chờ tình em hò hẹn cuốn nhau vào cơn say. Thầy hoa dùng sinh con giúp đồ điều xưa
và đặc biệt đó là sự quan tâm theo dõi của bà con nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện Than Uyên đã xem và cổ vũ cho chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào.